quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi, nay bán mai nghỉ mốt ca đi Mỹ luôn. Ai có nhu cầu mua thì hãy ghé webshop kho@.vn nha. Bời quá. Em cái anh ơi, hello, em mới qua không mới đi. Cái đầu xanh mày luôn ăn hả bự. Cái đầu xanh nè, hết sốt. Đầu nó chưa chịu bỏ luôn các bạn à. Trời ơi luôn, cái bùa này là bùa của ai? Của người ta các bạn ơi. Trời nó làm cho mắm vô. Lúc bùa không được quần đùi gì hết đó các bạn à. Ấu cơ thôi không sao, thua kèo này mình bày kèo khác chứ chuyện đâu càng các bạn ơi. Nhất nét đại sư, cái đầu trong khách bên mày làm gì đây? Ôi cái đầu xanh mày tưởng mày tăng cơ hả? Châu đánh lâu cũng chết đó con. Ôi luôn nó bác nháo kìa các bạn ơi. Thôi nãy giờ quên chào các bạn nữa. Hú le chào xin tất cả bà con cô bác anh chị em cái cô gì cả chú thím nha, đã ghé xin cái kênh cái YouTube bé cặp bánh đi cái mình TV của em nha. Ở thì hôm nay là mình chơi lại cơm bát túc cà tiệp, chơi lại cái vị tướng cả e lý xù các bạn ơi. Ở thì hôm trước thì cách đây cũng khoảng hình như là gần một tháng rồi đó các bạn à, thì mình có làm cái vị tướng e lý xù này là đi lên xạ thủ á đù nà ní. Ô mà ơi, mới vô bà thấy nó ngáo chó rồi đó các bạn ơi. Cầm xa thủ đang rồng nó lộn các bạn ơi. Nó lộn nó lại thôi chuyện đâu một căng. Ở thì bữa thì đi lên rồng, hôm nay đổi lại đi mít nha. Tại vì có nhiều bạn đó kêu tôi đi mít đó, thì hôm nay tôi mới chơi lại tôi đi mít cho các bạn xem nè. Ở thì chắc chắn luôn là right now and right là các bạn đang thắc mắc là sau thời gian qua là bạn đã biết chơi vị tướng e lý xù thì chưa hả Phân đi? Ba cái đùi chưa biết nữa các bạn à. Nói chung là bắn đại thôi, chúng thì không là kệ bà đó thì các bạn ơi. Nhưng mà nói chung thì mình cũng đã luyện tập được sơ sơ rồi đó nha. Bách phát là bách trúng đó các bạn à. Bắn 10 cái là cái đầu xanh ao tu trúng là chừng 2-3 cái thôi các bạn. Như vậy là cũng đủ phấn khích rồi các bạn à. Chứ lúc trước chơi bắn 10 cái hụt hết 9 cái đó các bạn. Ui nhưng mà tai nghe không bằng mắt thấy đúng không? Thì bây giờ nói có sách mắt là phải có chứng nè. Cái đầu xanh mà chạy đâu? Chạy hộ 1 cái ha. Các bạn thấy chưa? Một cái nè, cái thứ hai nè, cái đầu xanh mày luôn nè, chạy headshot ở bảy tường luôn à. Trời ơi, cái đầu xanh nó luôn. Ê, con mạ Violet, em bỏ cái găng cửa lại đi hả? Headshot, bác ơi, xuống cái găng cửa luôn nhơi. Rồi rồi, anh già, gớt cái găng luôn rồi anh già ơi. Còn một pha địch bù kiều dành cho con e lý xù các bạn ơi. Trời ơi, ta nó pè, nó đe gì đâu rồi. Quái đang lên kìa. Ok mình sẽ lấy cái trụ của nó luôn nha các bạn. Cái vị tướng e lý xù này á, cái lượng đam của nó giai đoạn đầu game cực kỳ thốn nha, cho nên là cái việc mà lấy trụ khi mà không ai đép thì nó hết sức là bình thường các bạn. Và đặc biệt thì bây giờ cái trụ này nó còn tí xíu máu à. Ở thì theo mình nghĩ thì chắc mình không cần nói đâu, thì các bạn cũng đã biết được rằng là cái vị tướng e lý xù này nó rất là đa dạng, không nhất thiết là phải đi lên rồng đâu các bạn, có thể đi mid luôn nha. Thậm chí là nếu mà cần thiết thì các bạn có thể đi top luôn cũng được, ở thì đi run cũng được luôn đó các bạn. Nhưng mà mình thấy tốt nhất thì các bạn hãy đi lên rồng và lên mid thôi nha. Ê, tụi nó cúp đèn bóc cái bùa của mình các bạn. Cái bùa của em anh ơi, cái bùa của em anh hai ơi, á đù đù ăn chi luôn. Cúp đèn bóc hả bự. Ủa mình như mấy đó mấy đồng bọn của mình đó các bạn. Mà tại vì mình quen rồi, tại vì mình thấy bùa là mình khoái đó các bạn, thấy bùa khoái sao á, không có nhường nào hết các bạn à. Cho nên là có thì cứ cúp đèn bóc đi, như vậy mới dễ tranh các bạn. Nhưng có đồ bắn nó mới phe rồi các bạn à. Ê, có ai biết gì để dí nguy lên kìa các bạn. Trời, mày đánh đồng bọn đó hả, thích là quất nè, thích là chơi, nó đập, thích là xuống xét luôn. Thôi đề nghị chị bỏ răng cửa đây đi rồi chị chạy đâu đó, chị chạy chị ơi. Ôi ơi, mình ra đây mình làm cái giọng ngoại á, mày ra cái đầu xanh nó vô nhà người ta mà nó ghê gớm các bạn, thì xác định nguyên cái đống rế vô thẳng bản mặt thôi chứ chuyện đâu một căng. Ở thì khi mà các bạn chơi cái vị tướng e lý xù này mà các bạn đi mid á, thì các bạn hãy đặt những cái ưng chạm. Ông ma ơi, nay nó nhớ tên skill các bạn à, chuẩn bị mưa dông bão tố đó bên này à. Ở thì đặt cái chiêu một á, đặt mấy chỗ này nha, để khi sao khi bạn đặt như vậy không có con nào mà thằng nào ba nào má nào chị nào tím nào có thể ra nó răng các bạn được, vì các bạn đã lấy sai tụi nó rồi. Các bạn đặt như vậy đâu thấy đâu, nó phải vô bụi nó mới thấy được. Mà nó mà có đứt bụi cà long thần trưởng á thì các bạn đã thấy được các bạn mặc đứng đó rồi, thì các bạn sẽ không bị nó răng lẻ đâu nha.
Ok, chương trình thời sự đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là qua đây đánh ghen các bạn ơi. Trời ơi, tụi bay làm gì đó? Tụi bay làm gì gần gần bên đây đó? Ông bà hình như bên này đập bỏ mẹ bố, hình như bên kia. Bố hình như bên kia cắm đầu chạy đi. Và rồi, cái chuyện gì đang ra đây? Cái đầu xanh hết son và rồi nhảy vào đây luôn. Trời, tôi còn sống luôn. Và rồi anh già sẽ bị anh Elisu bắn một cái bóng và xác định rớt nguyên hàm răng giả luôn rồi. Cái đầu xanh đó và anh đầu trong thắt bến xác định nó không rớt cái đầu tóc giả luôn rồi. Cái đầu xanh nó mà trúng pha đó một cái rất là hoạt đà kêu dành cho Elisu các bạn ơi. Trời tiếc quá, pháo đã bắn hụt các bạn ạ. Ủa nhưng mà không sao các bạn ạ. Thua kèo này bày kèo khác chứ chuyện đâu căng. Nhưng mà ăn 3 mạng thì nó cũng rất là ngon rồi các bạn ạ. Bây giờ mà mới vô mà mình được 6 mạng rồi thì cái đậu xanh nó bắn thì thốn đừng hỏi tới luôn đó các bạn ạ. Nói thì build đồ thì nói sao đi, mình định nói build đồ đó các bạn. Tại vì cái thời điểm này mình chưa thích hợp để mình nói build đồ nha. Thì các bạn nào mà xem cái clip nhiếp của mình lâu rồi các bạn sẽ đều biết là ở dạng đầu game mình rất ít khi nào nói về cái build đồ cả. Mình chỉ nói về cái chiến tơ cũng như cái cách đánh để cho các bạn biết thôi nha. Nhưng mà bây giờ mình có nên nói build đồ không ta? Bây giờ mà nói thì nó sớm quá. Nhưng mà không nói thì các bạn đang thắc mắc là ủa sao build đồ này khác build đồ bữa quá vậy ta? Có nên nói không ta? Ủa chắc mình nghĩ là không nên nói đâu các bạn. Tại bây giờ trận đấu nó còn quá sớm mà. Mà không nói thì lại không được. Trời cắn rứt lương tâm quá các bạn ơi. Giờ sao ta? Ôi chắc là không nói đâu ha. Nói mà không nói thì kỳ luôn các bạn. Mà cái đầu xanh nó dày hoài là thế nào mà cũng rớt răng cửa các bạn ơi. Thôi chuyện khó đi, chuyện nào khó quá bỏ qua đi các bạn à. Còn bây giờ, ê, đầu trong khắc minh, cái nhất đánh đại sư. Cái đầu xanh mày lần này là mày chỉ có bởi mày để cái bộ tóc giả mày ở đây thôi. Chứ mày không chạy đâu được. Headshot nè. Cái đầu xanh mày luôn. Bát nháo hả bự. Mày định làm cái giọng cha mày ra cho rớt cái đầu tóc giả nó liền các bạn. Á đù nà ní. Nhưng mà nãy thì các bạn có để ý không là tại sao là con mạc tao anh á nó lại bỏ lên nó hoài ta? Ủa mấy bạn này chơi kỳ ghê luôn á. Trời ơi để đây là ai farm giùm bạn. Trời cái đầu xanh nó bạn biết tôi farm thì tôi mệt lắm không? Tôi farm vậy tôi lượng vàng nhiều lắm không? Ôi bạn chơi kỳ quá luôn á. Cái đầu xanh nó bỏ lên đi luôn kìa các bạn. Trời ơi đảo lên không phải là tốt đâu nha ba. Đảo lên thì trời ơi làm ơn đép cái đàn quái đi rồi đi đâu đó còn đi nó bỏ luôn đó các bạn ạ. Trời ơi luôn đó. Cái đậu xanh nó luôn các bạn. Giờ mày sao? Trời, mày chống cự không? Ui mày lại sợ mày quá cơ. Tích kêu hết đồng bọn cái này tao còn chưa sợ đi. Cái đậu xanh bước một cái tôi thiệt các bạn. Cắm đầu chạy điên liền. Bật xì bo chăm người lên tôi chạy thẳng nhà liền các bạn. Tại vì mình là một vị tướng AD nha. Cho nên là mình phải xác định được rằng máu mình rất là mỏng. Cho nên mình đừng có làm cái giọng cha của mình nha các bạn à. Nó đập chết đó các bạn. Đây AD nha, máu rất là mỏng các bạn ơi. Ở thì theo mình nghĩ là không phải riêng gì mình đâu. Mình nghĩ là các bạn cũng đã gặp những cái tình huống này rồi. Khi mà cái lane của lane rồng của một cái vị tướng xạ thủ team mình á, mình mà phá được cái trụ cho nó rồi nha, tự nhiên nó bỏ đi luôn các bạn. Nó đảo lane nó di chuyển nó hỗ trợ đồng bọn các bạn. Biết hỗ trợ vậy là tốt. Mà bỏ nhà đi bụi luôn đó các bạn à. Cái tình huống này mình gặp hoài luôn đó. Mà hôm nay mình mới cho các bạn chứng kiến trên cái kênh YouTube Bánh Đây Crimen TV của mình rồi đó. Thấy các bạn thấy không? Mình nói rất là nhiều luôn và hôm nay mình đã cho các bạn xem rồi đó nha. Tuy nhiên cứ bỏ lên đi luôn đó các bạn. Thôi nói sao đi các bạn, để mình bắn chỉ thiên cho nó biết mình đang ở đây. Trời, tụi bay nhào đây nè. Bơi hết vô đây bạn ơi. Bơi hết vô. Trời, cái khe tao ha. Tức là quất nè. Anh ơi, bình tĩnh ở đây. Chạy hết rồi các bạn ơi. Trời hên quá, em giỡn thôi mà mấy này căng quá vậy mấy này. Trời ơi luôn các bạn à. Nó kéo ba ông thằng ra hên là mình có lăn ba chạy bộ các bạn ơi. Không là nó đá má nhẫn ra rồi. Ủa mà sao mình cũng chạy mà nó cũng chạy vậy ta. Ôi mà nói chung là pha đó cũng hên đó các bạn à. Ok không sao, chơi tiếp các bạn. Nhậu đây anh ơi. Trời tao còn ở đây nè. Thích thì cứ bơi vô hả. Trời vô chơi. Ồ mấy kè tao à. Cái đầu xanh mình anh đây. Đừng quên em mà anh đây. Anh đây đừng quên em. Trời đừng quên em anh đây. Cái đầu xanh đừng quên em anh đây. Cái đầu xanh nó gốt cuộc là thằng nào quên thằng nào vậy. Ô địch bô kêu luôn các bạn ơi. Ồ cái đó là gọi là cái sự phản xạ của sự tự nhiên thôi các bạn à. Phản xạ của một người khi mà bị đánh đó các bạn. Nó quýnh mình thì mình phải phản xạ này thôi. À không biết là ở đây có bạn nào mà chưa có follow cái ID NonoLive của mình chưa hả? Thì hôm qua tới giờ là được như là 4.000 người follow đó các bạn à. Thì bạn nào chưa có theo dõi cái ID NonoLive của mình thì các bạn nhớ theo dõi cái ID NonoLive của mình nha. Cái ID của mình là 4858-1811. À mà các bạn phải tải cái ứng dụng NonoLive về nha. Và cách tạo tài khoản rất là dễ xíu. Mình sẽ để cái gọi là cái hướng dẫn của ngày hôm qua mình sẽ để cuối clip nha. Bạn nào chưa biết về cách tải cũng như cái cách đăng ký một cái tài khoản NonoLive thì các bạn nhớ xem hết cái cờ nhíp này nha. Ở đoạn cuối mình sẽ để rất là dễ các bạn ơi. À sẵn tiện đây mình cũng xin phép các bạn mình giải đáp một cái vấn đề nha. Hôm qua mình thấy có rất là nhiều bạn thắc mắc khi mà mình đưa cái ID NonoLive của mình ra và mình thông báo là thời gian sắp tới mình sẽ livestream bên NonoLive á. Thì đại khái là các bạn lo sợ là mình chỉ mãi tập trung livestream, mình không làm clip cho các bạn xem nữa.
Ok, bây giờ mình chỉ nói các bạn một câu này thôi, một điều này thôi. Nếu một ngày nào đó trong tương lai các bạn thấy một hình ảnh của Funny Gaming TV mà chỉ mãi mê tập trung livestream, không làm clip mang tiếng cười cho các bạn nữa như ngày xưa nữa, thì các bạn cứ quỷ đăng ký kênh mình bình thường, hoặc là chỉ các bạn lóc cái kênh mình luôn cũng được nữa, tùy ý quên. Cho nên các bạn hãy yên tâm và đừng lo sợ nữa nha các bạn ơi. Vì vậy mình mong là các bạn hãy ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha các bạn. Ở trời, đừng quên em ở đây, đừng quên em. Trời ơi, nó làm cái giọng mẹ nó ra các bạn à, nó quýnh người ta mà nó kêu người ta đừng quýnh nó các bạn ơi. Ôi nãy giờ mình quên nói cái bưu đồ luôn đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái bưu đồ nha. Ở thì lý do là khi đi lên mid thì nó khác với lên rồng, cho nên là cái bưu đồ của mình là cái số đầu tiên là dàn thực sĩ, và cái số thứ hai là cái thun xuyên pha, và cái số thứ ba là cái kiếm pha đi, ủa lộn, cái nanh pha đi, cái số thứ tư là cái kiếm pha đi, cái số thứ năm là cái số cuối cùng là cái giáp phụ mệnh. Mình nói chậm vậy đó. Em mong là các bạn hãy bật lại chế độ 0.5 để nghe kỹ cái bưu đồ. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái cờ nhíp tiếp theo vào ngày mai. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì nãy giờ các bạn đã xem cái cờ nhíp của mình nha. Nếu cái cờ nhíp mình hay, vui, ý nghĩa, tạo tiếng cười sảng khoái cho các bạn khi bạn xem sau ngày học tập mà làm việc mệt mỏi về nè, thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, và để lại một like và một comment nữa để giúp cho cái cờ nhíp của mình nó được phát triển nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì là các bạn hãy nhớ xem hết cuối clip nha, để các bạn biết cách tải ứng dụng Nono Live và cái cách tạo tài khoản nha. Huclet cho xin tất cả bà con nha. Ở thì bạn nào sử dụng iOS hoặc là cái Android cũng được nha, iOS hoặc Android thì các bạn tải đều được hết. Thì các bạn vào cái ứng dụng mà để tải một cái ứng dụng nào đó thì các bạn sẽ là Nono Live đó, mình sẽ nè, bây giờ mình sẽ tìm nha. Ok, và nó nằm đầu tiên là các bạn click vào giúp mình rồi các bạn tải nha. Và mình đã tải rồi. Ở thì khi các bạn tải xong và các bạn click vào cái ứng dụng á thì nó sẽ ra cái màn hình như thế này. Các bạn nhớ tạo một cái tài khoản nha các bạn, vì khi các bạn tạo tài khoản các bạn mới có thể follow cái ID Nono Live của mình nha các bạn ơi. Và nó có rất là nhiều cách để các bạn tạo một cái tài khoản. Cái thứ nhất là các bạn tạo bằng Facebook nè, cái thứ hai các bạn tạo bằng cái tài khoản Google, và các bạn có thể tạo thêm đó chính là cái gọi là cái con Trim nè các bạn, không biết đọc tiếng Anh. Còn cái bên đây là cái Mobile thì mình nghĩ nó sẽ là cái số điện thoại đó các bạn à. Đây mình sẽ click vào luôn nha. Ok, thì nó sẽ hiện lên đăng ký và đăng nhập. Thì bây giờ mình chưa có thì mình đăng ký các bạn. Rất là dễ đăng ký nha các bạn, nhập cái số điện thoại của bạn vô. Ấy chẳng hạn như bây giờ các bạn cái số điện thoại của bạn là cái số 0 đi đầu đúng không? Chẳng hạn như bây giờ là 0123456789 gì đó. Thì cái số 0 đầu tiên các bạn bỏ ra nha. Chẳng hạn như là bây giờ là 0123456789 đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ là nhập từ cái số 1234 giờ đi thôi, đừng nhập số 0 vô. Thì nó chỉ có được 9 số các bạn. Nói chung là các bạn dễ tìm hiểu lắm nha. Còn nếu khó quá thì các bạn không tạo được bằng số điện thoại thì các bạn ra các bạn tạo bằng Facebook cũng được, không có mất Facebook các bạn đâu, các bạn yên tâm nha. Ở thì mình đã tạo rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào thanh tìm kiếm nè. Đây góc trái màn hình trên cùng này mình sẽ click vào nha. Các bạn search cho mình là Funny Gaming TV. Bây giờ mình sẽ search nha. Thì như cái kênh của mình đó các bạn, Funny này, Gaming này, TV, và mình tìm. Đó, sẽ có rất là nhiều thanh niên luôn các bạn à. Bây giờ thanh niên nào đây, các bạn nhớ cái ID hồi nãy nha, 4858-1811, đây là mình nè. Rồi ok, các bạn nhớ click vào cái chữ dấu cộng nha, trên cùng nè, Funny Gaming TV nè. Các bạn click vào dấu cộng cho mình là các bạn đã follow rồi đó. Nhớ follow ủng hộ mình nha các bạn ơi.